Hôm qua là ngày đầu mà Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông khu vực nút giao, ngã tư Sở, đường Láng. Đây là một trong những giải pháp nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra tại khu vực nút giao này. Và cũng là để đồng bộ giao thông khi mà tuyến đường vành đai 2 trên cao chuẩn bị được thông xe, dự kiến là vào ngày mai. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Chào Buổi Sáng vào chiều tối ngày hôm qua. Hơn 5 giờ chiều, lượng xe cộ đổ về khu vực ngã tư Sở mỗi lúc một đông. Một số xe máy leo lên vỉa hè, một số thì cố tình đi ngược chiều, dù đã có sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Cặp phương tiện di chuyển chậm qua khu vực đèn đỏ, theo hướng Láng, Trường Chinh. Bình thường đi đây phải mất 3 nhịp đèn, hôm nay mới có một thôi. Cũng thấy thoáng hơn một chút, nhưng mà cũng là ngày đầu thấy em thấy biết đường kia đúng không? Thì chắc là nó cũng đỡ tắc hơn. Theo phương án phân luồng mới, từ nay, các xe từ đường Láng sẽ không được rẽ trái tại ngã tư Sở để vào đường Tây Sơn, mà phải đi thẳng qua nút giao để quay đầu ở điểm giao cắt tại tuyến đường Trường Chinh, cách vị trí ngã tư hơn 700m. Phương tiện từ hướng Nguyễn Trãi bị cấm đi thẳng, rẽ trái dưới gầm cầu ngã tư Sở để đi Tây Sơn, đường Láng. Theo những người dân thường xuyên có mặt ở khu vực này, việc phân làn như thế này có những bất cập nhất định. Người ta muốn rẽ đi Tây Sơn là không có đường đi. Đấy, nó khó là ở cái chỗ ấy. Nếu mà không có đường đi thì họ sẽ phải quay ngược lại, mà xa quá thì có thể họ sẽ xảy ra cái tình trạng đi ngược chiều. Từ đường Tây Sơn rẽ về đường Trường Chinh là cứ để người ta rẽ đi. Nếu có bắt người ta đi vòng đường Láng, quay về đây thì áp lực đường Láng lớn lắm. Tôi đứng đây tôi biết rồi. Cũng theo những người dân ở khu vực này, khi thông tuyến đường vành đai 2 trên cao vào ngày 11 tới, lưu lượng giao thông tại khu vực có khả năng sẽ còn tăng, tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm sẽ khó tránh khỏi.